Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Vào 8 giờ tới hôm qua, cụ thể là ngày 15 tháng 11 thì chúng ta đã được ra mắt chính thức các phiên bản RTX 4080 sau một khoảng thời gian nhá hình của sản phẩm. Mình sẽ nói sơ qua một chút về phiên bản 4080 thì cái khoảng thời gian cùng với 4090 ấy thì NVIDIA có đưa ra thông tin liên quan đến hai phiên bản 4080, một phiên bản 12GB VRAM và một phiên bản là 16GB VRAM. Nhìn sơ qua nếu mà chỉ nhìn vào tên ấy thì chúng ta sẽ nhớ đến những cái thời kỳ là 1060 3GB và 6GB, nhưng thực tế ra thì hai phiên bản 4080 lại không liên quan với nhau, và vì thế NVIDIA sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì họ đã cho ra duy nhất một phiên bản 4080. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là phiên bản 16GB VRAM GDDR6X. Thì với cái phiên bản 4080 thì sẽ có mức giá tôn khá nhiều khi so với 4090, dĩ nhiên rồi, dưới một bậc mà. Thì cái phiên bản mình đang có ở đây sẽ không phải phiên bản Foundation, sẽ là phiên bản được custom lại. Ở đây là một bộ card họa đến từ Gigabyte, bản này là bản Eagle. Nếu như mà chúng ta xét trên phân khúc sản phẩm của Gigabyte thì phiên bản Eagle sẽ là phiên bản có mức giá tốt nhất và dễ tiếp cận nhất. Thì mình sẽ miêu tả một chút liên quan hình thức bên ngoài của sản phẩm đi. Đối với phiên bản Eagle thì ở đây cái phần bọc bên ngoài đây sẽ làm từ nhựa để có thể đảm bảo được cái giá thành của sản phẩm được tối ưu một cách tốt hơn. Tuy nhiên thì anh em cũng đừng quá lo lắng, với những phiên bản card họa lớn như này thì cái miếng backplate đằng sau vẫn được làm từ kim loại để có thể giữ được cái card họa chúng ta thẳng, và trong vỏ hộp cũng có thêm một cái thanh đỡ để chúng ta có thể nâng đỡ cạc nữa. Chứ thực tế ra kể cả có làm từ kim loại trước sau mà không có cái đỡ VGA thì kiểu gì VGA cũng sẽ cong mà thôi. Đằng trước ở đây sẽ có tổng cộng là 3 quạt của Gigabyte. Thì 3 quạt này sẽ có kích thước rất lớn là 110mm. Quạt này sẽ vẫn sử dụng công nghệ quay đảo chiều Gigabyte thôi. Mình thì gọi vậy cho anh em dễ hiểu, chứ nói hoa mỹ quá thì biết đâu chúng ta không hiểu vì sao. Thì cái hệ thống quay đảo chiều đây, hai quạt đây sẽ quay cùng một hướng và quạt ở giữa đây sẽ quay ngược với hai quạt bên ngoài, thì để đảm bảo được cái luồng gió chúng ta sẽ không bị thất thoát ra ngoài, dồn lại được liên quan đến hút khí sinh. Thì nhân tiện nói đến hút khí sinh thì đối với những phiên bản 4080 đây vẫn có một kích thước theo như mình thấy là khá lớn, cũng phải chừng 2 hoặc 2,5 khe PCIe. Thì với phiên bản heat sink ở đây sẽ có tổng cộng 9 hay 10 ống đồng ấy, mình thấy ống đồng bắt vào nhau nhiều quá thì mình đếm sơ qua như vậy. Thì hệ thống heat sink dùng cho phiên bản 4080 Eagle hay những phiên bản nào, bất kỳ phiên bản nào ấy, thì đều sử dụng là vapor chamber, tức là tản nhiệt buồng hơi, bởi vì cá nhân GPU bên trong đã kích thước lớn hơn, cái VRAM sử dụng cũng nhiều hơn. Thì việc sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi đây sẽ đảm bảo cho cái nhiệt độ hoạt động của card họa cũng sẽ tốt hơn. Còn tốt theo cái quảng cáo hay không thì mình sẽ gửi đến cho anh em trong bài test chi tiết. Mình test rất nhiều ứng tựa game và các thể loại setting để chúng ta có thể gọi là có cái nhìn thực tế hơn. Thay vì sử dụng những cái cổng cấp nguồn nhiều pin thông thường thì bây giờ với vẻ 4080 chúng ta vẫn sẽ sử dụng là cái cổng cấp nguồn 12 pin tương tự so với 4090. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là cái phiên bản 4080 sẽ tiêu thụ điện thấp hơn, qua đấy thì cái cổng 12 pin cũng sẽ ăn điện ít hơn, cụ thể sẽ là từ 3 cổng cấp nguồn 8 pin nối vào cổng 12 pin để chúng ta có thể sử dụng. Về mặt cơ bản, nếu như anh em quan tâm phiên bản 4090 thì mở mắt ra có thể loanh quanh điện khoảng từ 550 đến 600W, thì với phiên bản 4080 đây sẽ mức điện thấp hơn. Mình nghĩ là nếu mà anh em không mở điện ra thì với 3 cổng cấp nguồn 8 pin sẽ tối đa là 450W. Thế nên về mặt cơ bản là khá thoải mái để chúng ta có thể sử dụng. Nói đi thì cũng phải nói lại thôi, kể cả ở đây mình đang có một cổng cấp nguồn 12 pin có ít cái cổng đi, đây chỉ có 3 cổng thôi, thì anh em cũng cần phải lưu ý khi mà chúng ta sử dụng. Do cái đặc thù thiết kế của cái cổng này, anh em nhìn cổng 12 pin nó rất mỏng khi so với phiên bản đây. Cổng 8 pin có kích thước cực kỳ lớn, cổng 12 pin cung cấp nhiều điện hơn lại quá mỏng, thì khi mà chúng ta cắm vào anh em cũng cần phải lưu ý để cắm sao cho phù hợp. Bởi vì nếu anh em mà bẻ quá mạnh ấy, anh em biết điều gì không, thì cái cổng này ấy có thể nó sẽ gây ra tình trạng chập cháy, và lúc đấy thì chúng ta không được bảo hành đâu, nên lưu ý một chút thì cũng sẽ tốt hơn. Theo như mình thấy thì mình đã sờ qua một số những phiên bản đến từ nhiều hãng rồi, sản xuất card họa 4000 series, thì mình nhận ra được một điều rằng là hãng thì đều hướng đến cái thiết kế tối giản thay vì quá nhiều RGB màu mè. Thì với phiên bản Eagle thì dù sao đây cũng là một phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất rồi, tuy nhiên thì hãng vẫn đầu tư chúng ta ở đây là cái logo của Gigabyte là logo của LED RGB. LED RGB tất nhiên là có thể điều chỉnh được rồi, anh em nếu mà lắp vào máy ấy thì điều chỉnh rất là dễ dàng. Đây là một video
có thể nói là mở hộp khá là nhanh sản phẩm RTX 4080, bởi vì là mình cũng vừa mới được sờ vào trên tay em nó và mình sẽ gửi đến cho anh em một video đánh giá chi tiết. Thì ở trong video đấy thì mình sẽ nói rõ hơn về cái spec của sản phẩm này, liên quan đến nhân CUDA, những công nghệ bên trong và cái hiệu năng thực tế của sản phẩm khi mà sử dụng sẽ như thế nào. Thì trong video khoảng chừng một vài ngày nữa thôi thì mình sẽ lên thêm cả một video nữa liên quan đến xây dựng được một cấu hình xoay quanh anh em nó. Thì anh em hãy nhớ đón xem nhé. Đây là video mở hộp nha.